càng sự. Đúng là từ năm ngoái năm nay, đúng là World Championship. Let's go. Giọng giọng phải chậm. Let's go. Ai thắng được 250, còn ai thua thì bằng 125.000. Ôi rồi, mình 1.000 đô mình cảm thấy vui lắm rồi. Ước gì hai ông này đánh sáng này biết mình đang cổ vũ cho cả hai ông rồi, ông mới ông tặng cho mình 5.000 chẳng hạn. 1.000 đô anh em ạ. Ok, quay trở lại với game Flying Machine. Không ai chơi Sparky nhỉ? Căng nhỉ? Inferno Dragon đây rồi. Một tem thăng thể hiện bộ mặt hơi hơi căng. Sao bạn cười cái này mình? Hello em. 71% vote cho Mohamed Sly. And I, for one, am shocked. I actually spoke with Morton at the beginning of this week and said, I started to ask a question. He says, it's about Golem, right? And he knew I was going to ask the question about running Golem so much. Red Giáp. Mohamed Lai sử dụng Red Giáp, anh em ạ. Mình rất mong là Loa Lai sẽ thắng hai game đầu tiên, mà chúng ta sẽ có một cái trận remark lại. Lai rất nhiều người thích mà, vì anh ta thể hiện counter Momo hay Quyền Giáp đấy. Yes, Red Giáp Fizzy. Trận này Lightning thì cũng hơi khó bởi vì là Lightning nó lại không vào, nó lại không chết, gần như là không chết. Red Giáp đây rồi. Chặn không, bỏ trụ, chắc chắn phải bỏ trụ. Ôi giời ơi, Lai là số 2, không ai là số 1 anh em ạ. Không ai là số 1 luôn. Timing quá chuẩn luôn, đọc bài quá chuẩn. Trận này anh đang còn khéo cuối cùng là Fiji đó thì thôi. Ôi, phim nữa. Không có thể bài nào để chặn Inferno Dragons. Lốc quá chuẩn, timing quá chuẩn luôn. Chuẩn gì, nói chuyện gì nữa. Fiji coming. Không à, Fiji đây rồi. Nhờ phải Fiji để cho con Inferno Dragon, chứ không phải là Fiji cho cái con quần què này cơ. Fiji thế này là coi như là bằng không rồi. Fiji, Lightning mà gặp Fiji thì đúng là khóc thét. Lightning mà gặp Red Giáp khóc thét hơn nữa. Rồi, good game. Rồi, cười. Ôi, con của mẹ đây rồi. Một game nữa con ơi. Chúng ta sẽ lại về từ đầu. Ôi rồi, ôi bắt bài quá chuẩn luôn. Đấy, đúng rồi, sách vở đấy. Úi dồi ôi. Đây nhá, em dùng con bài này này. Thằng này nó dùng con này trước rồi, em phải dùng con này này, dùng con kia này, đấy không? Nó còn viết vạch ra các đường sẵn này, thấy không? Không ăn được đấy này, deck này á, tôi phải gặp Win. Đấy rồi. Sao nhánh trên có lợi thế? Nhánh trên có lợi thế bởi vì là nhánh trên nó đi ra một đường thẳng. Còn nhánh dưới là các bạn sẽ rơi nhánh dưới, các bạn sẽ đánh rất nhiều trận nữa để có thể lên được nhánh trên. Buồn cười, từng cười thật chứ. Rồi, Morten. Ôi, gặp Piggy mà gặp Lockbait này. Piggy gặp Lockbait, không phải, hình như deck này là deck Miner của Baker. Ăn được không anh em? Trận này mình chưa xem bao giờ, mình không biết. Mình cũng không biết là thằng Lai nó đang sợ hay là nó thắng hay thua nữa. Lo khải quá anh em ơi, lo khải quá. Khả năng đọc bài của Lai là quá chuẩn. Bomb Tower, đây không phải Canon, Bomb Tower là hợp lý. Bởi vì chúng ta có một cái Flash Dam. When I don't
mọi thứ là cân bằng, cân bằng về thứ, cân bằng về mọi thứ luôn. Đúng là chọn ở trong cái bài này, đúng là chọn bomb tower là quá chuẩn xác luôn. Thì bên kia họ sẽ có Fire Breath. Các bạn hãy nhìn con Fire Breath kìa. Đặt Fire Breath quá kinh khủng luôn ạ. Mình không nghĩ là con Fire Breath bên kia nó không thể nhảy được luôn ạ. Kỹ năng quá thượng thừa luôn. Yeah, got timing. Ôi, tiếp đợi lâu rồi, nhưng mà các bạn ở trong cái thời điểm này, cái thời điểm mà quá là căng thẳng thế này, các bạn liệu rằng các bạn có thể thả một cái được không? Các bạn có thể thả một cái timing chuẩn như vậy không? Chỉ cần một turn như vậy thôi thì chúng ta đã có lợi thế rất nhiều đi rồi. Quá bình tĩnh luôn ạ. Lock hơi sớm. Fire Breath chuẩn rồi. Rồi, Mighty Mai đi rồi. Nhưng mà cũng hơi nhăn mặt rồi. Thiên áo dụng nó khác lắm anh em ạ. Bên kia họ Goblin Barrel, Goblin Drill nó mạnh hơn. Nó cứ lao vào trụ như vậy thì cũng rất khó. Ôi, Lai cố lên, thắng lên, Lai cố lên. Trong cái game này thực sự là mình cũng rất mong là Lai nó thắng. Chứ bây giờ mà cho Moten nó thắng thì mình cũng ra lại hết chuyện để xem mà. Chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái mọi thứ nó cân bằng hơn. Moten có lợi thế hơn, họ rõ luôn. Có bom sao ở luôn. Không vào được trụ. Mighty Ma, con Miner, con Archer Queen không vào được trụ. Wow, đánh xong trận này có con mẹt S450. Quá đơn giản anh em ạ. Nhưng mà ở bên Đức họ giá bán chắc là rẻ hơn so với Việt Nam không? Tự sản xuất thì nó được mà. Ôi trời ơi. Đánh xong làm con BMW. Ôi S500 được ạ, S150 được. Ôi. Gặp bài khó anh em ạ. Kỹ năng cao nhưng học gặp bài khó quá. Cày quá là cày đấy. À đúng rồi, nó còn có logo này. À, thực ra logo này tài trợ nhất, không phải là logo tặng xe đâu. Ok, we come to last game. Khó rồi anh em ơi, đúng rồi. Khó rồi, game cuối cùng mà chọn deck sai nữa thôi. Ôi mẹ đang ngồi với mình hơi buồn, nhưng mà thôi con trai ạ. 125.000 đô cũng là con ngon lắm rồi con. 5 thì không được, tại vì nó hơi lâu quá, nó lâu quá. Nó thường là format là chỉ level 3 thôi. Last game. Một tên mà thắng thì làm chục clip đúng rồi. Không, nó phải up 20 clip bởi vì là 10 clip bên kênh này và 10 clip bên kênh kia nhá. Xem clip của nó đúng rồi. Đúng rồi, một BO5 khó ghép cái deck lắm. Tại vì các bạn suy nghĩ là deck này nó dùng deck rồi thì rất khó. BO3 thôi. Nice clean defense there, Snowball and Queen take care of business. Mo cycles the miner. Mo mess line là motor rồi, motor miner. Đúng rồi. Ui, motor bên kia, Archer Queen. À, motor Archer Queen Valkyrie. Đấy rồi, các bạn thấy cứ bước xoay quanh cái này rồi. Không thấy ông nào chơi Alice Golem nhỉ? Alice Golem chặn motor one shot, two shot. Đúng rồi, không có Becca nữa. Chỉ có một trận đấu có phần Sparky nhưng mà Sparky lại thua anh em ạ. Trận của ông nào cái chơi Sparky cũng là bị counter. Ui, Prediction hay quá, Archer Queen kia. Bắt bài hay quá anh em ạ. Kinh đâu. Chúng ta cần kinh ở đây.
think he'll get it on tower. Let's start to can clear a little bit earlier. Might have room not to get off the rồi. Cân bằng với Eli. Một tên bắt quả bà thì cũng căng đấy. Có balloon, có balloon Fiji. Nhưng mà không có balloon kiểu balloon cycle. And Moses eating a little bit of damage here, gets it off with the snowball, but instead tries to create his own counter push. Guards to the back, Skelly King up high, snowball to catch it now. Ooh. His response is out. Chặn được không? Poison. The poison to try to prevent the Skelly King ability. He needs to get on the Skelly King. Scare them, get so much damage. Woo! That's a ton of damage, Andrew, down to 11. Lý do tại sao mình nói là thằng Lai này là số 1, còn không ai là số 2. À quên, nó là số 2, không ai là số 1. Trời ơi, thằng mình quá chuẩn. Mãi đỉnh. Phải cần hồi, đặt tham binh hay quá. Chắc có chơi hai máy rồi. Phải chơi hai máy rồi. Cười là đạp rồi, cười là ăn riêng rồi. Ơ, Skeleton chết luôn, quên, Icefinder chết luôn ạ. Icefinder chết luôn, vãi cả hàng. Down below 1,000 HP to 2472. This is a really big gap to make up in a minor mortar poison. Wow. Here, Andrew. This is a huge hill to climb with 2 minutes left. He needs to get that mortar on tower, but there's almost an impossibility. Like we've seen his sequencing with his units. Do. You see there, Skarmor once again. ICP chơi như kinh nhảy đã chết rồi. Rồi xong, Poison bên kia cũng Poison. Ôi, nói rồi. Bây giờ ai cũng như ai. Thằng Moten lại bất lợi thế. Moten bất lợi thế. Bây giờ Miner bên kia nó có Miner, nó có Skeleton King, nó hăng hơn. Giant Skeleton mà lại gặp Skeleton Army với lại Skeleton King thì làm sao ăn được chỗ trụ. The problem is, Rich, this is not a deck to make a crazy sellout play with. It's about the minor chip. It's about the mortars getting on a couple times and getting that poison value when you can. It's not one that you can create these big time hits with. And now Skelly King to the right hand side of the mortar down. Rồi ôi, quả bắt Archer Queen. This is just about ôi giời. To a super grand finals. Super grand final. Momo takes set number one. Could you ask?